Hello anh em, không thể kìm hãm sự sung sướng thì lại có server lậu Tết vĩnh viễn cho anh em. Vào game nhập cốt thì được 50 bộ ngọc rồng từ 7 đến 3 sao vô hạn thỏi vàng. Không ngọc thì không cho sẵn nhé anh em, phải cày ở mắt sự kiện nha. Thỏi vàng thì cho vô hạn luôn. Còn tặng cho anh em mình cái danh hiệu cực đệ. Thằng này này đưa anh em tới map bụng mưa với rừng chết nha mà 80 tỷ sức mạnh mới vô được. Xem có sốt Satan nhé. Mấy cải trang xịn sò này chỉ có 3.000 hồng ngọc, anh em có thể úp ở mắt sự kiện nhé. Bà Hàn Mít thì có tiến hóa cải trang khảm điên cuồng là mấy chức năng mới. Đại hội võ thuật thì có giải nhi đồng với đại hội võ thuật cho anh em kiếm dương nè. Cái giải nhi đồng cho đấm nhau chán luôn. Ông vãi chả làm gì huyên luôn dương 11 nè. À đu húc.